Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Được fan đẩy thuyền song luân nam em hát chung cực tình, Vừa qua, Nam Em là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Theo đó, sau thời gian được đẩy thuyền, Nam Em và Bạch Công Khanh vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Hầu ồn ào cả hai không còn xuất hiện cùng nhau như trước. Tuy nhiên, Nam Em tiếp tục được gắn ghép với một sao nam đình đám khác là Song Luân khi cô xuất hiện tại đêm nhạc mừng sinh nhật của nam diễn viên. Nam Em Bạch Công Khanh từng được khán giả tích cực đẩy thuyền. Cả hai còn từng có những cử chỉ tình cảm dành cho nhau hiện tại cả hai đã có cuộc sống riêng và không còn xuất hiện chung với nhau như trước cho đến mới đây sau khi được fan đẩy thuyền cả hai tiếp tục có màn tái ngộ trên sân khấu cực an ý cụ thể cả hai đã có một đêm nhạc tại đà lạt tại đêm nhạc này cả hai đã thể hiện những ca khúc đình đám một thời khiến người hâm mộ yêu mến cùng với giọng ca được đánh giá là ăn ý cả hai còn liên tục có những động thái tình cảm dành cho đối phương khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên Màn song ca mới đây của nam em và song luân khiến nhiều người chú ý. Sự ăn ý của cả hai khiến cho người hâm mộ tiếp tục đẩy thuyền. Trong đó cả hai diện trang phục với tông màu cam đồng điệu. Chưa dừng lại ở đó cả nam em và song luân cũng có những động thái thân thiết dành cho nhau. Nếu như nam em e thẹn nép vào đối phương cũng như liên tục có ánh mắt dịu dàng dành tặng cho song luân thì nam diễn viên cũng gây chú ý bởi vẻ điển trai lịch lãm. Cả hai còn xuống giao lưu với khán giả, Cả hai ngồi sát nhau và cùng song ca cực tình cảm. Nam em còn e thẹn nét vào người song luân. Bên dưới bài viết, nhiều người hy vọng cả hai sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai. Trước đó trong một lần kết hợp với nhau, Song Luân cũng có động thái ghi điểm khi lên tiếng bảo vệ nam em khi người đẹp gốc Tiền Giang bị chỉ trích vì hát sai lời, cố tình chiếm Sparkling, anh khẳng định bên ngoài người ta nói gì anh không quan tâm đối với anh nam em là một cô gái rất là tích cực gần như những điều tiêu cực cô ấy đều không bận tâm đến nên cách cô ấy đứng trên sân khấu rất vô tư hồn nhiên dù cô ấy quên lời hay hát không đúng nhạc đi nữa thì no can no matter không để ý không hề gì trong khi đó về phía hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long, cô cũng dành tặng cho Song Luân những lời khen có cánh, khi cho rằng đây là người đàn ông chuẩn mà tất cả phụ nữ đều cảm thấy yêu mến, muốn dựa dẫm vào. Trước đó cả hai đã có màn hợp tác với nhau. Song Luân còn từng lên tiếng bảo vệ người đẹp Tiền Giang, nam em cũng dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ. Hiện tại màn song ca của Song Luân và Nam Em đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Bên cạnh sự ăn ý trên sân khấu mà vẻ ngoài long lanh đẹp đôi của cả hai cũng khiến nhiều người xích xoa tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.